Các quý vị, Triều Tiên phát lệnh tổng động viên ngay trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Triều Tiên đã phát lệnh tổng động viên kêu gọi nhập ngũ để củng cố lực lượng quân đội trước cuộc tập trận chung lớn chưa từng có giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới. Nhật báo NK Daily dẫn nguồn tin giấu tên từ Triều Tiên ngày 4 tháng 3 cho biết chính quyền Triều Tiên đã phát động lệnh tổng động viên tất cả các học sinh từ trung học đến đại học ghi danh nhập ngũ. Đồng thời tất cả những công dân dưới 40 tuổi cũng được đề nghị tái nhập ngũ. Cách đó không lâu, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên cũng phát lệnh tổng động viên tương tự với việc các đơn vị phụ trách tổng động viên tiến hành phỏng vấn tất cả công nhân tại các địa phương đáp ứng các tiêu chuẩn tái nhập ngũ. Tất cả những người được lựa chọn hiện đều được đưa vào diện dự bị. Cùng với lệnh tổng động viên này, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua phát đi thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân chỉ thị quân đội sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nói rằng quân đội Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu do tình hình hiện nay rất bấp bênh. Những động thái trên diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây liên tiếp phóng tên lửa và thứ hạt nhân lần thứ tư vào hồi đầu tháng Giêng, bất chấp cảnh báo của quốc tế. Theo kế hoạch, quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào ngày 7 tháng 3 với sự tham gia của 15.000 binh sĩ Hoa Kỳ gấp đôi những năm trước đó.